Hôm nay quý vị đã nhìn thấy rồi, tôi đã đeo kính rồi. Đây là lần đầu tiên không đeo kính. Chữ trong quyển kinh này không nhìn thấy rõ, chỉ thấy mờ mờ. Nghĩa là tôi già rồi, già thật rồi. Thể lực suy rồi. Thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Những chứng bệnh này của người già đã nhìn thấy trên thân thể tôi. Không chịu già cũng không được. Không thể nào, không có ngày. Sư phụ ơi, lão tử kiếp kiếp ngài không nỡ để con chịu khổ, ngài không nỡ để con đọa lạc ở bất cứ chỗ nào, nơi địa ngục.